xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, và đây là trên tầng 2. Đội chúng tôi trải qua một bữa ăn trưa gọi là hai tăng, rất chi là mệt mỏi vất vả. Quý vị thấy ngồi bết xà lết rồi, ba đồng chí này không đi ăn. Đấy, đấy. Và bây giờ chúng tôi đang định thưởng thức thêm một màn giải trí nữa, đó là phim Free. Vâng, quý vị. Đây là phim Biệt đội đánh thuê. Vâng. Đấy rồi. Đấy, phim hình như là được chiếu cho các vị các quý vị đại biểu xem trong thời gian nhàn rỗi ở dưới, là các quý vị đại biểu đã đi nghỉ về sớm và đang được hiện tại là đang được thưởng thức một bộ phim rất chi là bom tấn. Lần lượt tình nguyện viên là không có làm gì hiện tại chưa có việc nên là cũng được vào phòng điều hòa và thưởng thức bộ phim. Video nhàm chán chúng tôi đến đây là hết. Xin chào quý vị và các bạn.